Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mua máy bay chở khách của Trung Quốc, vì sao Việt Nam Airlines cố đâm đầu vào chỗ chết? Gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin, Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách C-919 do tập đoàn Comac sản xuất ra thị trường quốc tế, với hy vọng sẽ cạnh tranh được với những gã khổng lồ như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn phải trải qua các bước để được chứng nhận quốc tế, Điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới tỏ ra hết sức thận trọng. Và đây là hình bản tin trên Vietstock về việc Vietnam Airlines muốn mua máy bay C919 của Trung Quốc. Cổng thông tin tài chính chứng khoán Vietstock ngày 28 tháng 6 đưa tin thiếu hụt tàu bay trầm trọng Vietnam Airlines để mắt tới dòng máy bay C919 của Trung Quốc. Bản tin cho biết tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 21 tháng 6, ông Lê Hồng Hà, tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết hãng này đang tìm các giải pháp để khắc phục vấn đề thiếu hụt máy bay nghiêm trọng trong đó có cả phương án sẽ xem xét dòng máy bay C919 của Trung Quốc để thay thế. Thông tin hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đang xem xét khả năng sẽ sử dụng máy bay chở khách do Trung Quốc sản xuất đã khiến mạng xã hội của người Việt nổi sóng. Đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm bởi liên quan đến tài sản và tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến cho rằng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất phần lớn không đảm bảo chất lượng dùng một thời gian ngắn là hư hỏng. Bài học xe máy Trung Quốc web tạo đã để lại một nỗi ám ảnh không thể quên đối với người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn đó. Đồ gia dụng made in China khi đã bị hỏng thì có thể bỏ đi, chứ máy bay Trung Quốc mà trục trặc chắc chắn là bỏ mạng. Báo tin tức phụ bản của Thông tấn xã Việt Nam ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong bản tin Trung Quốc máy bay nội địa đầu tiên C919 gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm, đã dẫn tin từ Asian Times cho biết. Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự phát triển đã gặp sự cố trong một chuyến bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Đây là loại máy bay chở khách thân hẹp C919 được phát triển bởi tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac có trụ sở tại Thượng Hải nhằm mục đích cuối cùng là cạnh tranh với Airbus A320 của Pháp và Boeing 737 của Mỹ. Và đây là hình máy bay nội địa đầu tiên C-919 gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm. Chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China Eastern Airlines với máy bay C-919 đã cất cánh tại sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải lúc 9 giờ 45 sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023 và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Tuy nhiên, do một trong các động cơ của máy bay C919 trong khi hạ cánh không mở được bộ đảo ngược lực đẩy vốn được thiết kế để làm chậm máy bay, đã khiến hành trình của máy bay thử nghiệm dự kiến đến Hợp Phì phải hủy bỏ và máy bay quay trở lại Thượng Hải. Được biết cuộc điều tra ban đầu của giới chức an toàn ngành hàng không Trung Quốc đã đổ lỗi để lấp liếm khi cho rằng sự cố là do một số vấn đề ở các bộ phận sản xuất có nguồn gốc nước ngoài. Theo giới chuyên gia, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng ca ngợi sự ra đời của máy bay C-919 là một cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không dân dụng Trung Quốc. Trung Quốc tự cho rằng nước này có khả năng chế tạo, lắp ráp các máy bay chở khách với giá thấp hơn để có thể cạnh tranh với các loại máy bay của Boeing và Airbus. Nhưng sự cố của máy bay C-919 trong chuyến bay thử nghiệm đã cho thấy trình độ công nghệ của Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm. Trên thực tế, tập đoàn Trung Quốc Comet chỉ phát triển chủ yếu lớp vỏ của máy bay China 919 theo mẫu mã của Boeing 737 MAX của Mỹ và Airbus A320neo của Pháp. Các chi tiết quan trọng nhất như động cơ phản lực, hệ thống điện tử hàng không và nhiều bộ phận khác vẫn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. China Austin Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai ở Trung Quốc, và là hãng đầu tiên nhận loại máy bay chở khách C919 made in China, lập tức đã phải loại bỏ loại máy bay này và thay thế bằng máy bay Airbus A320 của Pháp. Công luận thấy rằng Trung Quốc là ông trùm trong vấn đề đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam trong các hợp đồng kinh tế. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh và Hà Đông là một ví dụ điển hình. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng khẳng định với Đại Á Châu Tự Do rằng họ sẵn sàng hối lộ từ 25 đến 30% bằng tiền mặt cho các đối tác. Ông Lê Hồng Hà, tổng giám đốc và lãnh đạo Việt Nam Airlines cũng như Thủ tướng Phạm Minh Chính có biết vấn nạn đó khi có quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mua máy bay chở khách của Trung Quốc vì sao Việt Nam Airlines cố đâm đầu vào chỗ chết? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng và nhà nước tỏ ra sợ hãi, bất lực trước người không quyền lực thích minh tuệ. Ngày 28 tháng 6, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trần với tựa đề thích minh tuệ sức mạnh của những kẻ không quyền lực. Tác giả cho rằng đảng và nhà nước đã tỏ ra bất lực và thiếu khôn ngoan dưới con mắt của công chúng, cả trong nước lẫn quốc tế, khi liên tục bố ráp thầy thích minh tuệ và tăng đoạn. Tác giả Mỹ Mai có thể nào hình dung nhà nước cộng sản áp dụng chuyên chính vô sản đối với cả các nhà sư đi khất thực, không một khí cụ gì trong tay, trừ nồi cơm điện. Thứ này thì Đại tướng Tô Lâm chưa liệt vào danh sách vũ khí công an cần quản lý để để trình trước quốc hội. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả nhận xét, ngược lại với sự thấp hèn và thô lậu của công an là tầm minh triết về ứng xử của thầy. Giản dị như cuộc sống hàng ngày, thầy xưng con với tất cả mọi người. Xưng con là sự tôn trọng tha nhân, tin vào đại chúng. Một ngày nào đó họ có thể thành Phật. Điều này thể hiện lòng tin vào tiến triển và tiềm năng của mỗi con người, hy vọng vào khả năng thay đổi của từng con người và lòng nhân từ đối với những người khác. Minh triết này nhấn mạnh sự liên kết và tương tác phức tạp giữa các cá thể trong xã hội là một sự liên kết nhuận nghiệp giữa mọi người. Ta là Phật đã thành, tha nhân là Phật sẽ thành. Một minh triết vi diệu biết bao. Tác giả dẫn lời cảm thán của một blogger sau cái đêm tăng đoàn bị bố ráp như sau. Thích minh tuệ phải chăng là phép thử từ cõi trên. Phép thử ấy hàm ý về hành động tu tập hoặc sự hiện diện của nhà sư và tăng đoàn tình nguyện quá đổi phi thường, cuốn hút cộng đồng trong và ngoài Phật tử, cả Việt Nam lẫn quốc tế. Phép thử ấy hàm ý như cuộc kiểm tra về mặt thế tục cũng như tâm linh, nhưng trong một số biểu hiện cụ thể, nó còn là sự giao thoa và bổ sung lẫn nhau giữa những hoạt động đời thường với các trải nghiệm siêu nhiên. Tác giả đặt vấn đề, xin hỏi Tô Đại Tướng, Kim Tân Chủ tịch nước, liệu ông có thể ra lệnh cho lập các chốt kiểm soát trên không gian cốc của thầy, có thể thiết lập một hệ thống mật thám cả chìm lẫn nổi khắp trên giải đất hình chữ S để ngăn cản người dân và các Phật tử tiếp cận ánh sáng từ trí tuệ của bề trên hay không. Và đây là hình tăng đoàn thích minh tuệ. Tác giả nhận định sự mất tích hiện nay của thầy chắc chắn là do áp lực từ phía công an và chính quyền. Nhưng các ông có hiểu rằng sư minh tuệ và tăng đoàn sẽ tự hòa mình vào cuộc đời này, vào các bụi trần gian, trải dài mênh mông, tự do và tự tại, cho dù sư sẽ ẩn trên hang núi hay xuống bến chợ, lưng đèo. Không chỉ gồm máy đàn áp của nhà nước công an trị, mà ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không thể đốn ngộ. Tác giả nhấn mạnh, cách làm của công an và chính quyền hiện nay đối với thầy chứng tỏ họ lúng túng, sợ hãi đến rối trí, nhưng lại cậy quyền, cậy thế nên đã dẫn đến những cách hành xử bất minh, mà không chỉ bất minh lại còn vô tuệ. Theo tác giả, mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam không công nhận thích minh tuệ và tăng đoàn là các tu sĩ, họ đã cố tình đưa ra nhiều thông tin để mạ lỵ và xúc phạm thầy và tăng đoàn. Ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại ca ngợi các khất sĩ vì đã tuân thủ các hạnh nguyện đầu đà và khuyến khích tinh thần tự do tu tập. Sự mất tích của thầy cũng đã thu hút sự chú ý của một số chính trị gia quốc tế, như dân biểu Hạ viện California Mỹ Michel Steele đã bày tỏ quan ngại về tình hình này và nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam không cải thiện tình trạng tự do tôn giáo, có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ hãy đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm do tình trạng bất hại tự do tôn giáo ngày càng tăng, đặc biệt tình hình sư minh tuệ hiện nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đảng và nhà nước tỏ ra sợ hãi, bất lực trước người không quyền lực, thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo. Để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.